Đây, CV chai 15 triệu đồng nha cô chú anh chị, chạy ầm ầm. Hiện tại thì bây giờ mấy anh em đang tiến hành bàn giao chiếc xe vé chai 15 triệu. Đó, nhiều anh chị hỏi con xe 15 8 triệu đồng ở bên em có chạy được không? Đây, giờ chạy đi giao cho khách ở Bình Dương luôn. À, chúc anh trai đi tốt dùng bền nha. Có 15 triệu, nhớ về đi là đẩy luôn nhanh nha. Đẩy không được gọi cứu hộ nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.